Unit 5. What can you do? Như là cô đã giới thiệu trong phần mở đầu, ngày hôm nay trong phần từ vựng, chúng ta sẽ học về những hành động, action verbs, mà chúng ta thường làm trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những từ vựng: ride a bike, skate, play volleyball, play table tennis, dance, swim, draw, skip. Trong bài thứ 5, chúng ta sẽ có hai mẫu câu sau đây. What can I do? I can ride a bike. Can you swim? Yes, I can. No, I can't. Nào, bây giờ hãy cùng cô bước vào phần từ vựng để tìm hiểu thật kỹ xem từ vựng của ngày hôm nay gồm bao gồm những từ vựng nào nhé. Các con đã sẵn sàng bắt đầu với cô chưa nào?